Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu kiện toàn luật Môsê, Matthew chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vào thời tin mừng Matthew được viết, các người Do Thái thuộc hội đường thường chỉ trích các người Do Thái đã tin vào Đức Giêsu Kitô, coi họ như những người đã bỏ luật Môsê, bỏ cái cốt lõi của Do Thái giáo. Đức Giêsu của Matthew đã bác bỏ lối hiểu sai này. Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Kiện toàn là đưa luật Môsê đến chỗ thành tựu hoàn hảo, bởi lẽ nó có những hạn chế bất toàn. Do Thiên Chúa phải nương theo trình độ lúc đó của dân Ngài. Kiện toàn là giải thích lại luật Môsê theo đúng ý Thiên Chúa. Chẳng ai biết ý Thiên Chúa Cha bằng con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Hơn ai hết, Đức Giêsu có quyền nói lên ý nghĩa mới mẻ của lề luật. Có một dòng chảy liên tục trong khoa sư phạm của Thiên Chúa. Ngài huấn luyện dân Ngài qua Môsê và các ngôn sứ trong lịch sử. Đỉnh cao nhất là Đức Giêsu, đấng vén mở trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. Đức Giêsu không phá những công trình đi trước, Ngài kiện toàn. Giáo huấn của Ngài vừa liên tục, vừa vượt qua giao ước thứ nhất còn khiếm khuyết, vừa vượt qua về chiều rộng khi Ngài mời ta đi xa hơn chuyện không được giết người, mà còn không được có hành vi lời nói giận ghét anh em, vượt qua về chiều sâu khi Ngài đòi ta không được giữ luật kiểu giả hình bên ngoài, nhưng phải khởi đi từ trái tim, từ cái tâm bên trong.
khi Ngài đưa ra những đòi hỏi tận căn trước đây chưa hề có, về việc chẳng những không được trả thù mà còn yêu kẻ thù. Mọi lề luật đều quy về điều răn chính yếu là yêu thương. Phải yêu như Cha trên trời mới trở thành con cái Cha. Đức Giê-xu mời chúng ta nghiêm túc giữ luật Mô-xê đã được Ngài kiện toàn. Luật ấy là lời giao huấn của Ngài mà các môn đệ đã nghe. Con người thời nay thích tự do nên dị ứng với luật lệ. Nhưng giữ luật không phải là chuyện của nô lệ hay trẻ con. Khi tránh được thói nệ luật cứng nhắc bám vào mặt chữ, ta có thể giữ luật như cách biểu lộ hồn nhiên tình yêu với Chúa và tha nhân. Trung tín với những đòi hỏi nhỏ bé của các điều răn, chỉ vì yêu, và dạy người ta mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc mai sau cho người môn đệ. Lạy Chúa Giê-xu, ai cho chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao. Ngày 15 tháng 3, Thánh Louis of Marillac, sinh năm 1591, mất năm 1660. Thánh Louis
sinh ngày 15 tháng 8 năm 1591 ở Ferrères-en-Brie, gần Meaux, nước Pháp. Mồ côi mẹ khi còn nhỏ, và khi được 15 tuổi thì mồ côi cha. Ao ước của thánh nữ là trở nên một nữ tu, nhưng cha giải tội đã ngăn cản. Và sau đó, ngài kết hôn với ông Anthony Legar. Trong hôn nhân này, họ có được một đứa con trai. Nhưng sau đó không lâu, ông Anthony đã từ giã cõi đời sau một thời gian đau yếu lâu dài năm 1625. Bà Louise may mắn có được một cha linh hướng khôn ngoan và dễ mến. Đó là thánh Francis de Sales, và người bạn của ngài là đức giám mục của Belleg, nước Pháp. Bà không gặp hai vị thường xuyên, nhưng tận trong thâm tâm, bà linh cảm thấy rằng mình sẽ đảm nhận một công việc nặng nề dưới sự hướng dẫn của một người chưa bao giờ quen biết. Đó là vị linh mục thánh thiện Vincent, và sau này là thánh Vincent de Paul. Lúc đầu, cha Vincent do dự nhận lời làm cha giải tội cho bà Louise vì sự bận rộn của ngài với tổ chức các chị em bác ái. Hội viên của tổ chức này là các bà quý tộc có lòng nhân từ, giúp đỡ cha chăm sóc người nghèo và các em bị bỏ rơi, là công việc rất cần thiết trong những ngày ấy. Nhưng các bà cũng phải bận rộn với nhiệm vụ và công việc gia đình. Trong khi công việc của cha thì rất cần nhiều người giúp đỡ, nhất là những người nông dân, vì họ gần gũi với người nghèo và dễ có cảm tình với họ. Ngài cũng cần ai đó có thể dạy cho họ biết đọc, biết viết và tổ chức hội đoàn cho họ. Chỉ sau một thời gian khá lâu, khi cha Vincent ngày càng quen biết với bà Louise, thì ngài mới nhận ra rằng bà là người mà Chúa đã gửi đến để đáp lại lời cầu xin của cha. Bà Louise thông minh, khiêm tốn và có sức chịu đựng bền bỉ. Sau một thời gian thi hành các công việc mà cha giao phó, bà tìm thêm được 4 người phụ nữ bình dị khác để tiếp tay. Căn nhà thuê của bà ở Ba Lê đã trở thành trung tâm săn sóc người nghèo và người đau yếu. Sau đó là khởi đầu của tu hội nữ tu bác ái của thánh Vincent de Paul. Mặc dù cha Vincent muốn gọi tổ chức này là nữ tử bác ái. Bà tuyên khấn năm 1634 và tu hội đã thu hút được nhiều người tham gia. Cha Vincent thường từ tốn và khôn ngoan trong cách cư xử với bà Louise và tổ chức mới này. Ngài nói không bao giờ ngài muốn thành lập một cộng đoàn mới, mà chính là Thiên Chúa thi hành mọi sự. Cha nói, tu viện của con sẽ là nhà của người bệnh, phòng của con là phòng thuê mướn, nhà nguyện của con là nhà thờ của giáo xứ, khuôn viên nhà dòng là đường phố hay các khu vực nhà thương. Y phục của họ là y phục của phụ nữ nông dân. Mãi cho đến vài năm sau, cha Vincent de Paul mới cho phép 4 phụ nữ khấn khó nghèo, khiết tịnh và phân phục. Và phải mất nhiều năm hoạt động thì tòa thánh mới chính thức công nhận tu hội này và đặt dưới sự hướng dẫn của cha Vincent và tu hội truyền giáo. Bà Louise đi khắp nước Pháp, thành lập chi nhánh trong các bệnh viện, cô nhi viện và các tổ chức khác, cho đến khi từ trần ngày 15 tháng 3 năm 1660, tu hội của bà đã có trên 40 nhà ở nước Pháp. Kể từ đó, họ đã phát triển trên toàn thế giới. Bà Louise de Marillac được Đức Giáo Hoàng Benedictus XV tôn phong lên bậc chân phước ngày 9 tháng 5 năm 1920, và Đức cha Pius XI đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 11 tháng 3 năm 1934, và năm 1960, thánh nữ được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đặt làm quan thầy của cán sự xã hội.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.